treo thưởng. Phải treo thưởng cho những ai cung cấp thông tin về hình ảnh của cặp đôi anh hùng này. Dạ. Theo tôi biết thì cộng đồng mạng đang lùng sục và tung hô họ. Dạ. Mình này, chuyện công an muốn giấu thì cô phải khui ra, thế mới tài chứ. Không biết này, không biết này. Mày về đâu quân thằng Tuân, giành địa bàn làm ăn với bọn tao à? Thằng Tuân phí mọi biên phòng bắt hàng của bố mày đúng không? Khai, các bố mày còn nhẹ tay, nghe chưa? Tao không biết thằng Tuân là thằng nào hết. Bọn mày bắt nhầm người rồi. Mày làm bố mày lắm rồi đấy. Không biết này. Đại ca, em thấy thằng này là tin được. Nếu nó mà là cớm thật thì bị tẩn như vậy, nó sẽ khai ra thân phận của mình luôn để tránh đòn. Mà đại ca thấy, làm gì có thằng nào mà chịu được cái món gà cánh tiên của đại ca. Mày nói cũng phải, nhưng mà bọn cơm ấy, nó ma quỷ lắm. Biết đâu nó nghi ngờ tụi mày thì sao. Nhưng mà thằng này nó cứng quá, tao cũng sinh nghi. Phải mà nó nhát cái như chúng mày, tao còn dễ tin. Đại ca, đại ca nói thế thì khác gì coi thường bọn em. Thế không phải à? Đại ca nói chuyển cho mày ít tiền để tiêu vặt và thuốc thang. Không cần đâu, cầm về đi. Gớm, đại ca cho thì cứ cầm, lại còn sĩ diện. Phen này thằng Hùng thì đến chết tôi không giữ được, chứ đừng nghĩ đến cái chuyện củng cố sân sau cho tuổi già. Các cô chú có chuẩn bị sức khỏe đi, mà chuẩn bị đi xem vở kịch mới. Dạ dạ, mời anh ạ. Kính anh ạ. Thật ra ta cũng không thích cái vẻ du côn lãng tử của lão ta. Nhưng mà quái lạ, tại sao lão ta cứ ám ảnh tao? Ánh mắt của lão ta như nói với tao, anh là người tử tế. Hâm, lãng mạn vừa thôi, bao nhiêu chàng đào hoa lãng tử thích thì mày lại không yêu. Tự nhiên đâm đầu vào một lão chả biết tung tích người ngợm ra làm sao. Mà tỷ kiếp bảy đời lão mới nhắn cho mày đúng một tin, xong rồi lại mất hút. À, có khi nào lão đang ở trong tù không nhỉ? Này, chưa biết cái gì hết, đừng có suy diễn ác cảm thế. Đừng có suy diễn ác cảm thế,